Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Nhằm đáp trả vụ tấn công bất ngờ của phong trào vũ trang Hamas vào ngày 7 tháng 10 khiến 1.400 người Israel thiệt mạng, Israel đã phong tỏa toàn diện dải Gaza, chặn tất cả các nguồn cung thực phẩm, nước, nhiên liệu và điện cho dải Gaza. Nhiều lò bánh mì ở Gaza đã ngừng hoạt động vì thiếu bột mì và nhiên liệu cho lò nướng. Hàng dài người dân, có khi đến hàng trăm người chờ đợi hàng giờ để mua bánh mì, giá cả lương thực phẩm ít ỏi. Còn lại trong các cửa hàng, chủ yếu là đồ khô và rau củ tăng vọt khiến nhiều người không mua nổi, theo tờ Wall Street Journal. Ông Mohammad Rafa, một người dân ở thành phố Rafah miền nam Gaza cho biết, hầu như mỗi ngày ông phải thức dậy lúc 3 giờ sáng để xếp hàng mua bánh mì và phải chờ tới 6 tiếng mới tới lượt. Sau khi mua bánh mì, ông lại phải tiếp tục chầu trực xếp hàng mua nước, mua thực phẩm ở chợ. Ông Mare Abdul Karem, sống ở thành phố Deir al-Balah, miền trung Gaza nói rằng, gia đình ông phải ăn tiết kiệm để dành một ít dự phòng cho con cái trong thời gian tới, bởi ông cho rằng tình hình tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra. Tổ chức nhân đạo Oxfam International ước tính rằng, kể từ khi xung đột bùng nổ vào ngày 7 tháng 10, chỉ có khoảng 2% lương thực thực phẩm cần thiết để nuôi sống người dân được gửi vào Gaza. Theo bản cập nhật vào cuối ngày 30 tháng 10 của chương trình Lương thực Thế giới thuộc Liên Hợp Quốc, nguồn cung thực phẩm thiết yếu của Gaza sẽ hết sau 7 ngày nữa. Người đứng đầu cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine Philip Lazzarini cảnh báo rằng bên cạnh việc khan hiếm thuốc men, nước, thì đường phố Gaza đã bắt đầu tràn ngập nước thải và điều này sẽ sớm gây ra mối nguy lớn cho người dân ở đây. Cùng ý kiến, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF chịu trách nhiệm giám sát các vấn đề về nước và vệ sinh cho Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo rằng tình trạng thiếu nước sạch và thiếu đảm bảo vệ sinh đang trên đà trở thành một thảm họa. Ông Carlos Watt, giảng viên chuyên về nước và sức khỏe cộng đồng tại Đại học Johns Hopkins, Mỹ, lo ngại về nguy cơ dịch bệnh khi nước thải đang tích tụ trên đường phố và người dân sơ tán đang phải chen chúc ở những nơi trú ẩn thiếu vệ sinh trong khi họ không có đủ nước để tắm rửa vệ sinh. Theo báo cáo của UNICEF vào ngày 17 tháng 10, lượng nước sẵn có ở Gaza hiện ở mức 5% so với bình thường và người dân Gaza đang sống với ít nhất hơn 3 lít nước mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO là 50 lít, vốn là mức tối thiểu cần thiết để đáp ứng các nhu cầu cơ bản bao gồm uống, nấu ăn và vệ sinh. Ngày 1 tháng 11, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel chuẩn đô đốc Daniel Hagari nói rằng lực lượng Israel đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Hamas ở phía bắc dải Gaza. Ông này cũng cho biết hoạt động chiến đấu của Israel ở Gaza đang tiến triển theo kế hoạch, theo tờ The Times of Israel. Với kế hoạch đã chuẩn bị từ trước, thông tin tình báo chính xác và các cuộc tấn công chung từ trên bộ, trên không và trên biển. Lực lượng của chúng tôi đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Hamas ở phía bắc dải Gaza, ông Hagari nói. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Yoav Gallant nói rằng Israel đang đạt được những thành tựu to lớn trong hoạt động trên bộ ở dải Gaza. Tôi rất ấn tượng trước hoạt động của lực lượng chúng tôi. Đây là một hành động quyết đoán và dứt khoát, có sự hợp tác mạnh mẽ giữa lực lượng mặt đất và không quân, vị Bộ trưởng nhận xét. Lực lượng phòng vệ Israel ngày qua cũng tuyên bố đã tiêu diệt ông Muhammad Azza, nhân vật mà Israel mô tả là người đứng đầu hệ thống chống tăng của Hamas. Theo tuyên bố của lực lượng phòng vệ Israel, dưới sự chỉ huy của ông Azza, Hamas đã thực hiện một số cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng nhằm vào công dân và binh sĩ Israel. Nhóm Hamas chưa bình luận về tuyên bố của Israel. Lực lượng phòng vệ Israel ngày 1 tháng 11 đã xác nhận đã không kích vào khu Fallujah của trại tị nạn Jabalia. Chỉ một ngày sau cuộc không kích trước đó vào trại tị nạn này, đài CNN đưa tin. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết các máy bay phản lực của Israel đã tấn công một khu phức hợp của Hamas ở Jabalia, đồng thời nói thêm rằng những kẻ khủng bố Hamas đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công. Theo tuyên bố của lực lượng phòng vệ Israel, Hamas cố tình xây dựng cơ sở hạ tầng khủng bố bên dưới, xung quanh và bên trong các tòa nhà dân sự, cố tình gây nguy hiểm cho dân thường Gaza. Tuyên bố cũng kêu gọi người dân trong khu vực lân cận rời đi và nhắc lại lời kêu gọi dân thường ở phía bắc Gaza nên sơ tán đến phía nam. Đài CNN dẫn lời ông Atef Al-Kalout, giám đốc Bệnh viện Indonesia gần trại tị nạn rằng ít nhất 80 người đã thiệt mạng sau vụ tấn công trên và nhiều người vẫn còn kẹt trong đống đổ nát.
Trong bối cảnh cuộc xung đột ngày một leo thang, trả lời phỏng vấn với một kênh truyền hình Lebanon, ông Ghazi Hamad, người phát ngôn của nhóm Hamas, nói rằng nhóm sẽ lặp lại thêm 2-3 lần các cuộc tấn công như hôm 7 tháng 10 để đánh bại Israel. Israel là một quốc gia không có chỗ đứng trên đất của chúng tôi. Chúng ta phải loại bỏ quốc gia này vì nó tạo thành một thảm họa về an ninh, quân sự và chính trị đối với các nước Ả Rập và Hồi giáo, ông Hamad nói. Ông Hamad nhấn mạnh rằng Hamas sẽ dạy cho Israel một bài học và sẽ làm điều đó 2-3 lần. Ngay từ vụ tấn công đầu tiên của Israel vào trại tị nạn Jabalia, nhiều nước Mỹ Latin và Trung Đông đã lên tiếng phản ứng dữ dội. Colombia và Chile ngày 1 tháng 11 thông báo rút đại sứ của nước này tại Israel về nước. Tổng thống Chile, ông Gabriel Boric, gọi vụ tấn công của Israel là vi phạm luật nhân đạo quốc tế ở dải Gaza. Trong khi đó, Tổng thống Colombia, ông Gustavo Petro, nói rằng nếu Israel không chấm dứt vụ thảm sát người Palestine, thì các đại diện Colombia không thể có mặt ở Israel. Israel đã chỉ trích động thái của hai nước Mỹ Latin trên. Theo đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel, ông Leo Hayat, nói: Công dân Colombia, Chile và các nước Mỹ Latin khác cũng nằm trong số các nạn nhân của vụ tấn công tàn ác từ Hamas. Israel đang trong cuộc chiến chống lại một tổ chức khủng bố sử dụng công dân ở dải Gaza làm lá chắn sống. Ông Hayat nói thêm rằng Israel kêu gọi Colombia và Chile lên án rõ ràng tổ chức khủng bố Hamas và kỳ vọng Colombia và Chile ủng hộ quyền của một quốc gia dân chủ trong việc bảo vệ công dân của mình. Argentina, nơi có cộng đồng Do Thái lớn nhất Mỹ Latin, ngày qua cũng lên án vụ tấn công của Israel vào trại tị nạn Jabalia. Không có gì biện minh cho hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế của Israel, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Argentina. Trong khi đó, tại Trung Đông, bên cạnh sự lên án từ Ai Cập, Saudi Arabia, Qatar, nước láng giềng của Israel, Jordan ngày 1 tháng 11 đã triệu hồi đại sứ của nước này ở Israel về nước. Israel phản ứng thận trọng với động thái của Jordan, cho biết Israel rất tiếc về quyết định này, theo The Times of Israel. Những ngày gần đây, lực lượng quân đội Israel bao gồm xe tăng, xe chiến đấu bọc thép hạng nặng đã tiến sâu hơn vào phía bắc dải Gaza nói chung và thành phố Gaza nói riêng. Một số chuyên gia cho rằng giai đoạn đầu của cuộc tấn công trên bộ của Israel dự kiến sẽ tập trung vào thành phố Gaza, nơi được cho là có các cứ điểm và vũ khí của Hamas, theo tờ The Wall Street Journal. Trong chiến dịch ở Gaza, ngày 31 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo lực lượng này đã tấn công vào một mạng lưới chỉ huy đường hầm của Hamas ở phía bắc Gaza, tiêu diệt chỉ huy của Hamas là ông Ibrahim Biari, nhân vật được cho là chủ mưu cuộc tấn công bất ngờ vào Israel vào hôm 7 tháng 10. Bên cạnh chỉ huy này, phía Israel cho biết hàng chục chiến binh Hamas cũng đã bị tiêu diệt, nhiều cứ điểm chống tăng, trạm quan sát bị phá hủy và nhiều vũ khí đạn dược của Hamas bị thu giữ. Đáng nói là khu vực mà Israel tấn công nằm ngay tại trại tị nạn Jabalia, phía bắc thành phố Gaza, nơi mà Israel cho là Hamas đã kiểm soát các tòa nhà dân cư ở khu vực này. Cuộc tấn công khiến hàng trăm người chết và bị thương, nhiều người đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và khiến 20 tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn, theo đài CNN. Phía Hamas khẳng định không có sự hiện diện của bất kỳ thủ lĩnh nào của nhóm này tại trại tị nạn, đồng thời cáo buộc Israel cố gắng biện minh cho điều mà ông cho là tội ác kinh hoàng, chống lại thường dân, trẻ em, phụ nữ vốn đang an toàn trong tại Jabalia. Dù vậy, người phát ngôn IDF Jonathan Conricus khẳng định đó là một cuộc tấn công quân sự quan trọng của lực lượng này. Cùng ý kiến, bà Miri Asin, cựu phó chỉ huy quân đoàn tình báo chiến đấu và trợ lý giám đốc tình báo quân sự Israel, nhận định cuộc tấn công của Israel vào Jabalia có ý nghĩa chiến thuật và mang tính biểu tượng. Bà Asin giải thích rằng điều quan trọng không nằm ở việc phát hiện một trong số rất nhiều tiểu đoàn Hamas, mà quan trọng là tấn công vào một trong những thành trì của Hamas. Theo bà, khu vực tại Jabalia là một trong những trọng điểm hầm hào chính của Hamas và phần lớn tòa nhà ở đây là điểm ra vào của mạng lưới ngầm rộng khắp Gaza của Hamas. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!